Thưa quý vị, để tất cả quý vị nghe một câu chuyện của một người đệ tử của Đức Phật ngày xưa. Ngày xưa có một người đệ tử của Phật tên gọi là Chita. Thì người đệ tử này á, đi tu rồi đi ra, đi tu rồi đi ra đến cả 7 lần. Cho nên những cái người mà cùng tu với ngài á, mới gọi ngài là chàng Thất Lai. Thất Lai tức là người đến tu cả 7 lần cả thầy. Chàng Chita này vốn là một người nông dân, chân lậm tay bùn, nghèo khó quanh năm suốt tháng, làm lùng vất vả cực nhọc vô cùng, mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cả cái gia tài sản nghiệp của chàng á chỉ có mấy cái cuốc cái cày thôi. Thế rồi một hôm, chàng đang vác cuốc ra đồng, thì gặp một cái vị sư, một vị đạo sĩ áo vàng, đi khoan thai từ tốn, đang ôm cái bình bạc mà đi khất thực. Chàng nhìn cái vị sa môn này, thấy trong cái bình bạc của ông thầy, sao mà nhiều đồ ăn thức uống quá. Anh chàng này nghĩ, sẽ ra, cái ông thầy này ông làm cái nghề ngọc gì, mà thiên hà cứ đem cơm đem đồ ăn mà cũng dường cho ông ta như vậy, trong khi mình thì làm lùng cực nhọc suốt cả ngày mà cơm không đủ ăn. Chàng bèn tới gần cái vị thầy đó mà hỏi: thưa thầy, cho thầy làm cái nghề gì vậy? Thì ông thầy đã bảo rằng: tôi là cái người đi xuất gia và chỉ đi khất thực để mong nhờ đàn na thí chủ cúng dường cho miếng cơm mà ăn qua ngày. Thì anh chàng này mới nghĩ, ồ, để ta nó có một cái nghề gọi là nghề đi xuất gia, mà cơm ăn nước uống đầy đủ như thế này, tại sao mình không đổi nghề coi thử? Chứ cái kiểu mà đi làm lùng nông dân của mình đấy, làm lùng được cực khổ, mồ hôi nước mắt chảy dài, mà cơm cũng chẳng đủ ăn, áo không đủ mặc, chi bằng mình hỏi cái ông thầy này làm sao mình đi theo cái nghề của ông. Thì lúc bấy giờ người nông dân này bảo: thưa thầy, con có thể nào đi xuất gia như thầy được không? Thì ông sa môn mới bảo: được chứ, trong cái giáo pháp của Đức Phật, ngài không bao giờ phân biệt một ai hết, dẫu kẻ giàu kẻ nghèo, dẫu quyền uy vua chúa hay kẻ bần dân hà tiện, Đức Phật cũng đều hóa độ cho được hết cả. Tất cả mọi người đều có thể bình đẳng trong giáo pháp của Như Lai. Cho nên nếu như ông muốn thì ông cũng có thể xuất gia được như vậy. Thì lúc bây giờ chàng nghe nói như vậy thì mình nghĩ rằng, ồ, cuộc sống của người xuất gia như vậy sướng quá, thôi chi bằng mình về mình chết hết tất cả mấy cái cào cuộc này, cất giấu một chỗ, rồi mình đi xuất gia, hy vọng cái cuộc đời nó khá hơn. Thế rồi chàng trở về, đem rửa cuốc rửa cày, cất giấu một nơi. Xong rồi chàng lên đường, đi tìm tới cái chỗ tịnh xá mà Đức Phật và đại chúng đang ở đó, để cầu xin xuất gia. Thì khi mới vào xuất gia như vậy, anh chàng này sướng quá, thấy rằng mình không phải nghĩa là cuộc đất cuộc đai suốt cả ngày, mỗi ngày chỉ việc là ôm cái bình bạc đi khất thực,
và rồi có cơm ăn được uống đầy đủ. Nhưng mà cái cuộc sống của người xuất gia mà đi khất thực như vậy, kể ra nó cũng chẳng dễ dàng gì. Có hôm chàng đi thì nó có đầy đủ, nhưng mà cũng có hôm chàng đi khất thực gặp phải mấy cái bà già bát trần, chàng cũng cho chàng đi món gì cả. Thế là rồi ôm cái bình bạc không trở về. Thì chàng đói bụng quá, nghĩ cuộc đời xuất gia kiểu này chán quá. Mà rồi những khi muốn ăn thì không được ăn nữa, ăn uống thì phải đúng thời. Thế là có nhiều khi đói bụng mà không thể ăn được, chàng sinh ra tức giận buồn phiền. Rồi trong cái cuộc sống của người xuất gia, chàng phải nhiều khi phải ngồi tịnh tòa tham thiền mấy tiếng đồng hồ, chàng thấy ngứa ngáy khó chịu quá. Rồi có những lúc phải giữ gìn uy nghi đi đứng, rồi nhiều khi mình lỡ làm cái gì không đúng pháp thì bị rầy, bị la, bị khiển trách đủ thứ hết cả. Chàng thấy cái cuộc sống người xuất gia kiểu này không khả. Thế là rồi chàng lặng lặng trả lại y áo và trở về làm người nông dân trở lại. Khi mà chàng trở về làm người nông dân trở lại thì cuộc sống nông dân có cơ cực đó, ngày tháng nó cũng trôi qua. Nhưng mà rồi một hôm chàng sinh chuyện bất hòa với cái người hàng xóm, cãi vã nhau một hồi, chàng thấy cuộc đời chán quá. Trong khi mình ở trong tu viện chẳng phải cãi vã với ai hết, những người đồng tu với mình đều những bậc sư huynh hết sức là dễ thương, chẳng bao giờ có những cái lời lẽ chửi rủa những cái người hàng xóm như thế này. Thế rồi chàng thanh niên này lại chết cuốc cày mà lên đường xuất gia lần thứ hai. Khi mà vào xuất gia lần thứ hai đó, một thời gian chàng cảm được cái nếp sống an tình ở trong tu viện. Nhưng mà rồi một hôm gây chuyện bất hòa với một người bạn đồng tu, thế là anh chàng này bất mãn chán quá, đi ra đời trở lại. Đi ra đời trở lại một cái, thế rồi sống một thời gian, đến lần thứ tư cũng vậy, đến lần thứ năm cũng vậy, chàng cũng cứ đi tu vào, xong rồi gặp phải chuyện này chuyện khác, chàng lại đi ra trở lại. Cứ mỗi lần vào chùa, vào trong tu viện mà tu, không gặp cái bất mãn này thì chàng lại gặp phải cái bất mãn khác. Không gặp bà già lên càng nhằn thì gặp cái ông già đến chửi rủa. Không gặp ông già đến chửi rủa thì gặp phải những cái bất hòa với những đồng sư huynh đệ. Cho nên cứ đi ra đi vào mãi như vậy. Và cuối cùng chàng nghĩ thôi, mình trở về đời hoặc chẳng thành tu nữa. Thế rồi chàng trở về và chàng nghĩ, sống ở thế gian mình sống một mình như thế này buồn quá, sống mà cô đơn lẻ bóng như thế này chi bằng mình đi kiếm một cô vợ. Thế là chàng cưới vợ. Hai vợ chồng trong cảnh nghèo của một anh nông dân, lúc đầu thì tình yêu thương mặn nồng, cũng thấy có hạnh phúc lắm. Nhưng mà rồi đâu phải lúc nào vợ chồng cũng êm ấm thuần hòa cả đâu, rồi cũng những lúc gây gỗ này, lúc gây gỗ khác. Rồi trong một đêm khuya, chàng thức dậy, thấy cái cô vợ của mình ban ngày thì mặc hoa da phấn đẹp đẽ lắm, mà ban đêm nằm ngủ sao mà cô vợ mình há hốc mồm miệng ra, được dại được đồ chạy lung tung như thế này, chẳng thấy thơm tho tí nào cả. Sao chàng thấy ngao ngán quá. Kể ra bao nhiêu cái thú vui giữa thế gian này, bao nhiêu cái sắc đẹp giữa thế gian này, bao nhiêu những lời ngon ngọt của cái cô vợ mình ban ngày đó, kể ra là chẳng là cái gì hết cả. Chàng thấy ngao ngán của cái cô vợ mình quá. Thế là cuối cùng chàng chán đời và chàng đi tu trở lại. Lần này thì kể ra chàng tu khá hơn nhiều, bởi vì chàng đã bắt đầu thấm thía cái bộ mặt giả dối của thế gian, của cuộc đời thế gian bên ngoài. Cho nên khi vào tu, chàng nỗ lực tinh tấn mà tu tập, quán chiếu về cái tính cách vô thường, giả tạm của thế gian. Nhờ như vậy mà chàng bắt đầu tiến bước trên con đường chính đắc, đặt quả vị thiền quán. Nhưng mà chứng được một vài cái quả vị thiền quán rồi, thế rồi một hôm, trong một cái buổi luận bàn đạo lý giữa đại chúng, thì anh chàng này nhờ có tu tập
nhờ có tinh tấn, cho nên chẳng đắc một vài quả vị, tưởng rằng mình là hiểu rõ được chân lý rồi, chứng ngộ chân lý một cách trọn vẹn rồi. Cho nên trong cái cuộc luận đạo đó, chàng này cướp lời của hết người này tới người khác để mà muốn phát biểu lên những cái điều kiến giải về Phật pháp của mình, nói một cách hăng say lắm. Lúc bây giờ có một vị thượng tọa ở trong đại chúng gần lại mà bảo rằng: chú mới tu đừng có nói nhiều. Và vị thượng tọa đã giải thích rằng: chú mới tu mà nói nhiều thì nó sẽ không tốt, bởi vì chưa chắc rằng cái con đường tu tập của chú nó có thể tròn vẹn được. Biết đâu chú cũng sẽ có một ngày chẳng cái cuộc đời tu tập này mà đi xa trở lại. Cái vị thượng tọa đó mới giải thích thế này: giống như một con bò đó, khi mà nó còn có đeo cái ách á, thì nó đi đứng đàng hoàng lắm, nhưng mà khi tháo cái ách nó ra rồi thì con bò đó nó lại trở thành hung hăng trở lại, nó phá nát chỗ này phá nát chỗ khác. Cũng cái người mà mới tu cũng vậy, mặc dù có chứng đắc một vài quả vị thiền quán, tuy nhiên những cái dục vọng tham sân nó vẫn còn ngụ ngầm ở trong con người của mình chưa hết đâu. Giống như một cái ly nước thế này, khi ở cái ly nước này nó có nhiều cặn bã lắm, mình để yên như thế này thì những cặn bã đó nó lắng xuống. Giống như khi mình tu tập này, mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình niệm Phật, thì lòng tham dục sân hận của mình, phiền não của mình nó không trỗi dậy nữa. Nhưng mà hết ngồi thiền, hết tụng kinh, hết niệm Phật thì bắt đầu la chầm mắng con đủ thứ cả, bắt đầu nghĩa là tranh hơn tranh thua với kẻ này kẻ khác đủ hết. Cũng giống như vậy, một người mà tu tập thiền quán, rất có thể trong khi mình ngồi thiền mình chứng đắc những quả vị, nhưng mà những dục vọng tham sân đâu phải là hết. Khi mà xuất thiền rồi, hạ thiền rồi thì lại bắt đầu ba hoa chích chòe, khoe khoang kiến thức này, khoe khoang sự kính ngộ kia của mình. Và vì như vậy mà nó có thể làm tác hại cho con đường tu tập của mình. Cho nên khi mà mở đầu của cái ngày tu hôm nay, tôi có nói với quý vị, mình càng ít nói bao nhiêu thì càng quý bấy nhiêu là vậy. Bởi vì càng nói nhiều thì tâm kiêu căng ngạ màng nó càng trỗi dậy, càng nói nhiều thì cứ tưởng rằng mình hay mình giỏi, và bắt đầu sinh ra cái tâm cũng cao ngạ màng là vậy. Mà quả thật sau đó rồi, cũng vì một cái lý do nào đó, chàng này không tiếp tục tu nữa, lại đi ra đời. Mãi cho đến lần thứ bảy, sau khi chán đời thêm một lần nữa, chàng thanh niên này mới trở về quỳ dưới chân của Đức Phật. Và rồi Đức Phật khai thị, mở thông kỳ tâm mê ảm của anh chàng. Và cuối cùng chàng đi xuất gia lần thứ bảy trở lại, và nỗ lực tinh tấn tu tập, và cuối cùng thì chứng được cái đạo quả A-la-hán, giải thoát khỏi các lầu hoặc. Và chàng vì vậy mà có cái tên là Thất Lai rồi. Như vậy, trên cái câu chuyện đó mà Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú, người nào mà tâm không an tịnh, không thấy rõ các pháp, người nào mà cái niềm tin hay bị lung lay, hay bị dao động, thì người đó không thể nào thành tựu được cái trí tuệ cao thượng. Giống như là anh chàng Thất Lai mà tôi kể cho quý vị đó, mặc dù có tu tập, mặc dù cũng ham sống cái cuộc sống của người xuất gia đó, nhưng mà niềm tin không kiên định, nhưng mà tâm không an tịnh, tâm cứ bị dao động lay lắc, khi thế này khi thế khác. Và vì như vậy, mặc dầu có thiền quán đi chăng nữa mà vẫn không thể nào có được cái trí tuệ cao thượng hết cả. Nhưng mà ngược lại, Đức Phật dạy, người nào mà tâm được an tịnh, người nào mà không còn bị chi phối bởi tham ái, bởi sân hận, bởi ngũ dục lôi cuốn nữa,
người nào mà đã vượt lên được những cái thiện ác tương đối ở đời thì người ấy là người giác ngộ. Người ấy sẽ không bao giờ sợ hãi bất cứ một điều gì nữa. Đó là lời của Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú. Cũng giống như anh chàng Thất Lai này vậy, ở cái lần cuối cùng, bởi vì tâm không còn bị lái lắc, tâm không còn bị dao động, tâm không còn bị ngụ dục lôi cuốn nữa. Và vì như vậy mà chàng Thất Lai đó đã có thể nỗ lực trên con đường tu tập mà cuối cùng chứng thành được quả vị A-la-hán, tức là cái quả vị giải thoát thực sự. Trên con đường mình tu cũng vậy quý vị. Thường khi mình chán đời á thì mình cũng muốn đi tu lắm, nhưng mà khi vào tu rồi gặp phải những cái điều này bất như ý, gặp phải một cái điều kia bất như ý, thì cái niềm tin của mình nó không còn vững chắc nữa, và cái chí nguyện tu tập của mình nó cũng không còn kiên cố nữa. Niềm tin bị lung lay, chí nguyện không còn, thế là rồi mình ra đời một cách rất dễ dàng. Mình đi tu mà mình không hiểu rõ được chánh pháp, mình không có cái chí nguyện kiên cường, thì mặc dù mình có cái căn lành đó, mình có căn duyên về Phật pháp đó, nhưng mà không đủ để cầm giữ mình ở trong đạo, bởi vì đời sống bên ngoài lúc nào cũng sẵn sàng lôi cuốn mình hết cả. Cho nên tổ xưa mới bảo thế này: giữa thế gian này có 100 người, trong 100 người thì mấy đâu mới có được một người mà có được cái tâm lành thiền tâm, và trong 100 người mà thiền tâm đó thì mấy đâu mới có một người mà muốn đi tu, mà trong 100 người mà đi tu thì mấy đâu mới có một người kiên trì với cái chí nguyện tu tập của mình. Bởi vì giữ được cái niềm tin mà không bị lung lay không phải dễ dàng đâu quý vị. Lúc đầu mình đứng ở ngoài cửa đảo, cửa chùa, mình thấy chùa sao mà sướng quá, an tịnh quá, mấy ông thầy cứ đi ra đi vào, chẳng phải cãi cò, chẳng phải bận rộn, chẳng phải thế này thế khác, mình tự sướng. Rồi mình đi tu, nhưng mà khi vào chùa tu rồi á, té ra nó không giống cuộc đời đi tu, nó không phải lọt bằng hoa gấm như mình tưởng tượng. Vào trong chùa rồi gặp phải ông thầy thế này, gặp phải ông thầy thế kia, có ông thì lúc nào gặp mình là cũng la cũng mắng, có ông thì gặp mình lúc nào cũng nghiêm mặt đục thứ cả, có ông thì bắt mình cứ đi tụng kinh hết buổi này sang buổi khác, đi ngồi thiền hết bữa nọ sang bữa kia, có ông gặp mình ăn cơm bày bà thì la rầy đủ thứ, rồi khi thì gặp bà Phật tử này tới hoành hòe cái này cái khác, khi gặp ông Phật tử khác tới la rầy mắng mọ chuyện nọ chuyện kia, tự dưng tâm chỉ đi tu của mình không còn giữ được nữa, thế là rồi thôi hết ta xa lại mặc khoác lên mình cái chiếc áo đời mà đi vào vật lộn với thiên hạ. Cho nên cái tu ở một mặt là mình cần có căn duyên, như tất cả chúng ta đây đều có thiền căn hết này, nhờ có thiền căn mà mình gặp Phật pháp thế này. Nếu như không phải trong một kiếp nào đó về trước mình đã từng khởi cái tâm mến mộ ở Phật pháp, thì làm sao ngày nay mình gặp được Phật pháp ở chỗ này, làm sao ngày nay mình còn gặp được cái môi trường để cho mình tu tập như thế này. Nhưng mà giữ được cái niềm tin ở nơi cái Phật pháp đó, giữ được cái tấm lòng mến mộ ở Phật pháp đó, và rồi kiên trì với sự tu học của mình, cái đó không dễ dàng. Rồi mình cứ đổ thừa cho hoàn cảnh, vì hoàn cảnh không bận rộn thế này thế khác, vì lấy vợ lấy chồng cho nên phải thế nọ thế kia, vì bắt đầu có con cái cho nên không còn thì giờ nào để đi tu đi học này hết cả. Rồi vì đủ thứ chuyện cả, thậm chí có những người tới chùa lúc đầu thì thoải mái lắm, gặp lúc đói bùng vào xin cơm mấy bà đẹp không cho, thế là sinh tâm tức giận phiền muộn,
nguyện từ nay không bao giờ tới chùa này nữa tất cả. Những trường hợp tục tệ của quý vị đó có chứ không phải không. Từ đó mà biết một điều, con đường tu tập, cái con đường đó nó cũng nhiều chướng ngại, nhiều chông gai rồi, chứ không phải là con đường dễ dàng đâu quý vị. Bởi vì nếu mà nó là dễ dàng thì ở thế gian này thiên hạ đi tu hết cả rồi, khỏi phải làm lùng gì mà tự nhiên ngày nào bình bạc cũng đầy cơm đầy thức ăn hết cả, sướng quá. Nhưng mà con đường đi tu vốn nó không dễ dàng, nó cũng đầy những chướng ngại, đầy những khó khăn, mà mình không có chí nguyện kiên trì vững mạnh thì mình rất dễ ngã lòng lắm quý vị. Chính vì vậy mà người tu ngoài cái căng lành có, mình lúc nào cũng phải nuôi cái chí nguyện của mình cho vững chãi, đừng để cái tâm của mình là cứ lắc lay dao động, khi thì thế này khi thì thế khác. Bởi vì đúng ra mà nói, nếu mà không có những chướng ngại trên con đường tu tập thì chắc chắn cái sự tu tập của mình sẽ không vững mạnh được đâu. Nếu không có những chướng ngại thì cái chí nguyện của mình làm sao mà kiên cường được quý vị. Như người ta bảo đó, không đường dài thì sao biết ngựa hay, không có những lúc gian nan khổ cực thì làm sao sáng mặt được cái anh hùng ở đời. Người đi tu cũng vậy, nếu không gặp chướng ngại, nếu tu mà thành công hết chỗ này sang chỗ khác, thực sự ra cái đó chưa chắc đã là điều hay. Cho nên ở trong luồng bạo vương tam muội mà quý vị đọc cái 10 điều tâm niệm thì sẽ thấy điều đó. Làm việc ở đời thì đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì sinh lòng thì thường kiêu ngạo, ngay cả nghĩ đến thân thể cũng đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục mà dễ sanh lắm quý vị. Cho nên Phật tử nào mà lỡ ra mình có đau ốm bệnh hoạn thế này thế khác thì nhiều khi mình phải biết cảm ơn cái đau ốm bệnh hoạn, chưa chắc đó đã là rủi cho quý vị. Nhờ thân thể mình đau ốm mà mình bớt tạo ra tội ác ở đời, biết đâu khi mình mạnh khỏe mình có thể đi ăn đi chơi rồi cướp người, giết người, cướp của không chừng. Nhiều khi mình mạnh khỏe mình đắm mê vào trong dục lạc, thế rồi gây ra việc bao nhiêu tác hại cho đời sống của mình. Nhiều khi bệnh hoạn nằm yên một chỗ mà bớt tạo ra ác nghiệp ở đời cũng có. Thì người đi tu cũng vậy, đừng cầu không chướng ngại, vì không chướng ngại thì lòng kiêu căng thì thường, vì không chướng ngại thì chí nguyện mình không được nung nấu một cách kiên cường, vì không chướng ngại thì rất khó để mình có thành tựu được đạo nghiệp ở đời. Mình nói tu tập đấy, mình nói tu tập là để mình nuôi lớn cái lòng từ bi ở cái con người của mình. Nhưng mà nếu như mình không từng gặp những người nặng nhọc, mình không từng gặp những người chửi rủa mắng giết mình, mình không từng gặp những cảnh đời bất như ý, thì làm sao mình biết cái lòng từ bi của mình nó được vững mạnh quý vị. Mình gặp ai cũng dễ thương với mình cả, mình gặp cảnh nào cũng thoải mái với mình cả, có gì mình phải tức phải giận. Mình không tức giận trước những người mà dễ thương với mình cả được dễ quá, chẳng cần tu mình cũng có thể làm được. Ngược trở lại, với những người khó thương mà mình thương được, với những người lúc nào cũng làm cho mình cũng chửi rủa mắng giết mình mà mình vẫn ân nhận chịu đựng, vẫn đem lòng từ bi mà đối xử với họ, thì cái lòng từ bi đó của mình mới là lòng từ bi chân thật. Còn nếu như ai cũng dễ thương mình hết, làm sao mình có thể tu tập được cái hành nhẫn nhục, cái hành từ bi đó quý vị. Cho nên cái người đi tu đừng cầu không chướng ngại. Người tu là cái người mà nhiều khi mình mong được có chướng ngại để mình thử thách con người của mình, để mình nuôi dưỡng cái chí nguyện của mình. Thú thật mà nói được quý vị,
tôi không biết thế nào, nhưng có rất nhiều khi mà nghĩ lại mình, mỗi lần mà làm cái gì mà cũng cứ thành công một lèo á, nhiều khi tôi cũng sợ hãi lắm, khởi ra cái tâm, bởi vì sợ rằng cái gì mình làm mà cũng thành công á, dễ khiến cho mình sinh ra cái tâm kiêu căng ngạo mạn. Ngược trở lại, mình làm gì mà nó có những khó khăn, mình làm gì mà phải gặp phải những chướng ngại mà mình vượt qua được, thì đó mới là cái điều hay. Trên con đường tu tập cũng vậy quý vị, đừng mong ai cũng thuần theo ý mình, đừng mong cảnh nào cũng đều là cảnh thuần với mình biết cả. Trên con đường tu tập có chướng ngại, mình sẵn sàng đương đầu, và mình vượt qua được chướng ngại thì mới có thể có những thành tựu tốt đẹp, cao quý cho mình. Và vì vậy, nhiều khi mình phải cảm ơn những cái sự chướng ngại, biết ơn những chướng ngại quý vị. Giống như Đề Bà Đạt Đa ở trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật có nói tới đó. Đề Bà Đạt Đa lúc nào cũng phá hoại Phật, lúc nào cũng tìm cách hãm hại Phật. Nhưng mà Đức Phật bảo rằng chính Đề Bà Đạt Đa đó là vì thiền hữu tri thức của Ngài, là người mà nhờ đó Ngài mới có thể thành tựu được cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Cho nên ở đời, nếu như mình biết học, nếu như mình biết khiêm tốn mà học hỏi, nếu như mình biết trau dồi cái trí huệ của mình, thì người xấu người tốt ở đời, cảnh thuận cảnh nghịch ở đời, người dễ thương kẻ dễ ghét ở đời, tất cả đều là những người bạn lành cho mình, tất cả đều là những vị Bồ Tát để cho mình tiến bước trên con đường tu học hết cả. Từ chỗ đó mà nghĩ thêm ra một điều, cái chướng ngại hay không chướng ngại, cái thuần hay nghịch của một cái người bước vào trong con đường đạo, vốn ra nó không phải ở ngoài mà nó ở ngay nơi con người của mình đó quý vị. Chướng ngại hay không chướng ngại là ở cái tâm của mình đấy. Tâm mình mà chướng ngại thì mình sinh ra điên đạo mộng tưởng. Tâm mình mà không có gì chướng ngại thì với cảnh nào, với người nào, với hoàn cảnh nào đi nữa, mình cũng thoải mái an vui được hết cả. Cho nên thuần hay nghịch là ở mình chứ không phải ở ngoài. Đời sống thì nói như vậy rồi, cây thì mùa xuân là xanh tươi tột lạ, mùa đông thì nó khô cằn, mặt trời mọc lên thì ánh nắng, mặt trời lặn xuống thì bóng đêm rồi. Đời sống nó là như vậy rồi. Con người thì có khí thế này, có khí thế khác. Xã hội thì có khí thăng, khí trầm, khí thịnh, khí suy. Đời sống con người của mình thì cũng có khí thành, khí bại. Tất cả cái đó nó vốn là như vậy rồi. Mình còn muốn đổi cũng không được, mình muốn thay cũng không được. Nhưng mà chướng ngại hay không chướng ngại chính là ở cái con người của mình đấy. Nên nhớ một điều, chẳng ai cấm mình an vui hết cả, chẳng ai cấm mình sống hạnh phúc hết cả. Chỉ là mình từ rước cái đau khổ vào ở cái con người của mình mà thôi. Cách đây hai bữa, có một cái cô gái tới gặp tôi và xin hỏi tôi mấy điều. Cái câu hỏi đầu tiên của cô là làm sao tu tập mà biết chánh biết tà với thưa thầy. Sở dĩ câu hỏi đó là bởi vì thế này, cô có những cái đau khổ trong đời, đau khổ trong đường tình duyên trắc trở, rồi tự nhiên cô sinh ra chán đời mà muốn đi theo con đường đạo mà tìm sự an ủi để xoa dịu cái đau khổ trong lòng cô. Thì cô đi tìm đủ hết, cô vào cái chỗ này, cô vào chỗ khác, cô gặp thầy này, cô gặp thầy nọ, có thầy truyền cho cô pháp này, thầy truyền cho cô pháp khác, và cuối cùng thì cô giống như là ở trong một cái mê hồn trận, chẳng biết đâu chẳng đâu tà, đâu là con đường đến đi, đâu là con đường không nên đi. Cô băn khoăn phân vân đủ thứ hết cả.
Cho nên cô mới tới, cô hỏi, cô xin một cái hẹn, tới tôi gặp tôi và hỏi rằng: thưa thầy, làm sao mình có thể biết được chánh hay tà? Bởi vì cô bắt đầu sợ, sợ rằng mình có thể đi vào con đường tà mà không hay. Cũng như vậy, với cái câu hỏi đó, tôi muốn thưa với quý vị ở đây, làm sao trên con đường tu tập mà mình biết được chánh được tà, quý vị? Cái mà cái gì gọi là chánh đạo, cái gì mà mình gọi là tà ma ngoài đạo ở đây? Chánh tà nó rất là quan trọng trên con đường tu tập của mình. Bởi vì mình đi trên con đường đạo giống như mình đi trên con đường này. Mình đi con đường tà thì không khác gì như mình nhắm cái hướng đau thao mà mình lại lấy cái hướng khác mà đi, thì mãi mãi muôn đời không bao giờ tới được hết. Lỡ bước xa chân vào con đường tà thì càng đi bao nhiêu càng xa đạo bấy nhiêu, càng tinh tận mà nỗ lực bao nhiêu thì càng cách xa cái chân lý, cái sự thật, càng cách xa cái chánh đạo bấy nhiêu. Cho nên các tổ ngày xưa vẫn thường hay dạy, khi mình tu tập thì, và tôi vẫn thường thưa với quý vị, cái điều may mắn nhất của mình trong cuộc đời đó là gặp được chánh đạo và tu tập. Điều nguy hiểm nhất trong cuộc đời của mình đó là lỡ gặp phải tà đạo mà mình chui vào ở đó. Bởi vì lỡ vào sai chân vào trong con đường tà rồi thì không phải chỉ kiếp này mà muôn đời vạn kiếp mình khó thoát ra lắm. Bây giờ làm sao mà biết chánh biết tà được, quý vị? Bởi vì ở đời này có ông thầy nào mà bảo rằng mình tà đâu, chẳng ai chịu bảo mình tà hết. Cũng chẳng còn cái pháp nào mà được nói ra giữa thế gian này mà lại bảo đó là pháp tà hết cả. Ai cũng cho mình là chánh và kẻ khác là tà. Ai cũng cho cái pháp môn của mình là chánh và pháp môn của người khác tu tập là tà. Vậy thì biết đâu chánh đâu tà đó, quý vị? Người tu Phật làm sao mà phân biệt được cái chỗ này? Mà không phân biệt được chỗ này thì cái con đường tu tập của mình coi chừng đi vào wrong way, rồi tai nạn xảy ra bất cứ lúc nào đó, quý vị. Mà cái đích mình muốn tới thì lại chẳng bao giờ tới được hết cả. Nhất là trong một cái hoàn cảnh, trong một cái thời đại mà kinh sách nhà Phật gọi là thời mạt pháp như thế này, chánh tà lẫn lộn rất khó phân minh. Cũng là Phật giáo đó, cũng thờ Phật đó, cũng kinh Phật đó, nhưng mà chưa hẳn đại cảnh. Ngược trở lại, có nhiều khi không nói tới Phật tới pháp mà nó vẫn là con đường chân chánh để đưa mình tới sự hiểu biết chân thật. Cho nên làm sao phân biệt chánh tà trên con đường tu Phật của mình? Thưa quý vị, làm sao mà phân biệt? Trước hết là ở cái chỗ khởi tâm của mình. Nếu mình khởi tâm mà sai lầm thì mình sẽ đi cái con đường sai lầm. Mình mà khởi tâm chân chánh, phát tâm mà chân chánh thì mình sẽ đi vào con đường chân chánh. Phát tâm như thế nào đấy, quý vị, gọi là chánh? Phát tâm như thế nào gọi là tà? Một cách tổng quát thì có thể nói như thế này: quý vị tới với đạo để làm gì? Quý vị đi tu học để làm cái gì? Mình phải tự hỏi cái điều đó. Quý vị cầu cái gì mà tới với đạo? Cầu cái gì mà bỏ một ngày ăn chơi mà đi tu Phật như thế này? Mình cầu sự giải thoát, mình cầu sự giác ngộ, mình cầu có được cái hạnh phúc chân thật trong đời sống của mình. Mình cầu sự hiểu biết, trí tuệ. Mình không cầu danh cầu lợi, mình không cầu được thần thông, mình không cầu được phép lạ này phép lạ khác, mình không cầu tu để mình có những cái năng lực này
những năng lực nó, mà tu là để diệt trừ tham sân si, tu là để giải thoát, tu là để giác ngộ. Như thế đó gọi là chánh. Ngược trở lại, bất cứ ai đó, bất cứ pháp môn nào đó mà đem những cái này cái khác cái dụ dỗ mình và bảo rằng tu thì được cái này được cái kia, tu như thế này thì có quyền năng này, có phép là nó, nên biết rằng đó không phải là chánh đạo của Phật. Tu tập là chánh đạo thì chỉ có một cái tâm này, đó là tâm cầu sự giác ngộ chứ không cầu cái gì khác, cầu sự giải thoát chân thật chứ không cầu cái gì khác hết cả. Mình nên biết rằng sống ở đời mình bị trói buộc bởi bao nhiêu thứ, mà cái trói buộc lớn nhất là trói buộc bởi cái lòng tham dục của mình, trói buộc bởi những sân hận, những si mê ở cái con người của mình. Cho nên cầu sự giải thoát tức là cầu để mà chặt đứt tất cả những sợi dây tham dục sân hận si mê từng trói buộc mình ở trong đau khổ này đấy. Tu là cầu sự, cầu cái sự giác ngộ, cầu cái sự hiểu biết chân thật. Còn nếu mình đi tu vào, mình cứ nhắm mắt nghe lời ông thầy này dù dỗ thế này, nghe lời ông thầy kia khuyến dụ thế khác, rồi chẳng bao giờ mở mắt ra được hết cả, mà thấy coi thử cái việc mình tu đây, cái việc mình làm đấy, nó đưa mình đi về đâu, đúng hay sai. Chẳng bao giờ mình từ hỏi những điều như vậy thì rất dễ dàng mình đi vào con đường tà lúc nào mình không hay. Cho nên căn bản trên con đường tu được hết là hề trọng ở cái chỗ mình phát tâm. Nếu mình nghĩ rằng tới chùa để mình vui chơi, nếu mình nghĩ rằng tới chùa để mình cầu được có tên có tuổi, cầu lời lộc, cầu danh vọng, nếu mình nghĩ rằng như vậy thì thưa quý vị, tới chùa quý vị sẽ không có được những cái như vậy. Mà không những vậy, nếu mình mang cái tâm đó mà đi tới chùa, mình sẽ làm ô nhiễm cả cái ngôi chùa, mình làm ô uế cả cái không khí thanh tịnh của ngôi chùa đi. Tới chùa chỉ duy nhất một điều để cầu, cầu sự giải thoát giác ngộ, không nên cầu cái gì khác hết cả. Ngày xưa những vị vua của đời Trần khi mà từ bỏ ngai vàng như Trần Nhân Tông chẳng hạn, hay là Trần Thái Tông chẳng hạn, từ bỏ ngai vàng ở cung triều, từ bỏ quyền uy, từ bỏ cái địa vị tối thượng ở trong thế gian này để mà lên núi, thì lúc bây giờ gặp vị quốc sư, quốc sư mới hỏi: chứ bề hà cầu cái gì mà lên núi như thế này? Nhà vua trả lời: con chỉ xin cầu làm Phật, chứ không cầu cái gì khác hơn hết cả. Phát tâm như vậy đó là chánh đó quý vị. Để biết thế nào là chánh, thế nào là tà, mình hãy từ coi lại, hỏi lại cái lòng của mình đấy. Có rất nhiều khi mình tới về đạo, ta có nhiều lý do lắm. Hoặc là vì chán đời mình đi tu, hoặc vì nghèo khổ quá mình đi tu, như cái anh chàng thất lai đó, chán vợ thì bỏ vợ đi tu, chán cái kiếp sống nông dân nghèo khổ thì mình thì bỏ cái kiếp sống đó đi tu, cầu làm sao cuộc sống đi tu có cơm ăn áo mặc, cầu làm sao cuộc sống đi tu không gặp cái bà vợ mà cằn nhằn mình nữa, cầu làm sao mình đi tu không gặp phải cái cảnh anh hàng xóm cãi vã với mình nữa. Nếu như mình đi tu chỉ để cầu những cái như vậy thì mình không thể nào có được niềm tin chân chặt, mình không thể nào có được cái trí tuệ chân thật. Và vì như vậy đó mà tu rồi ra, ra rồi vào, tu trở lại. Cho nên mình phải có cái phát tâm, phải cái chân chặt là như vậy. Nhưng mà cái tâm đó cũng phải là tâm rộng lớn nữa, tâm cầu thành Phật. Và đồng thời mình phải có cái phát tâm rộng lớn. Tâm rộng lớn là tâm gì? Đó là cái tâm mà cứu độ hết tất cả chúng sanh. Nếu như mình đi tu chỉ để cầu sướng cho mình thôi, mặc cho thiên hạ khổ đau, tâm đó
gọi là tiểu thừa tâm, tâm đó chưa phải là tâm Phật. Mình đi tu Phật là để cầu thành Phật, mà thành Phật tức là thành tựu được cái trí tuệ giác ngộ, đồng thời thành tựu được cái tâm từ bi vô lượng. Tâm từ bi đó là gì? Đó là cái tâm mà cứu độ hết tất cả muôn loài chúng sanh. Lúc nào trong tâm của mình đó, trong đầu của mình đó, bao giờ cũng giữ vững cái chí nguyện tu để cầu thành Phật, tu để độ chúng sanh. Nếu như lúc nào mình cũng giữ vững được cái tâm đó, thưa quý vị, không bao giờ quý vị còn sợ đi vào con đường của tà ma ngoại đạo được. Bất cứ việc làm gì, từ việc nhỏ nhất cho đến việc lớn nhất, mình in kinh ấn tổng cúng dường, mình xây chùa đắp tường, mình tụng kinh niệm Phật, mình tới chùa quẹt dọn nấu ăn vân vân. Nếu như lúc nào mình cũng nuôi cái tâm chỉ đó là cầu rằng Phật, đó là nguyện độ tất cả chúng sanh, giữ vững được cái tâm đó trong mọi hoàn cảnh, giữ vững được cái tâm đó trong mọi động tác thi đi của mình giữa đời sống, như vậy đó là mình nuôi cái tâm chánh, như vậy đó là mình bước đi trên con đường chánh đạo. Cái tâm mà cầu làm Phật, cái tâm mà nguyện độ chúng sanh đó, đó, cái tâm đó, đó trong sách Phật gọi là tâm bồ đề, là như vậy. Lúc nào mình cũng phải giữ vững cái tâm bồ đề đó. Còn nếu như để mất cái tâm bồ đề đó đi rồi, thì việc gì mình làm nó cũng đi vào con đường tà, việc gì của mình làm nó cũng là phụng sự cho ma hết cả, quý vị. Mình dẫu mình cũng dường chỉ một cái viên kẹo thôi, dẫu mình cũng dường chỉ một cái ngọn đèn thôi, nhưng mình cũng khởi cái tâm đó là nguyện cho tất cả chúng sanh ai cũng đều có trí tuệ. Mình cũng khởi được cái tâm nguyện cho mình thành tựu được cái quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác, như vậy đó là tâm chánh đó quý vị. Còn nếu như mình khởi một cái tâm khác đi, tu để mà cầu có quyền năng, tu để làm sao mình có phép lạ, tu làm sao để mình cưới được cái cô vợ kia, tu làm sao để mình hơn được kẻ nọ trong tâm, tu làm sao để mình được người ta khen ngợi, tu làm sao để mình có lời lộc vân vân. Khởi những cái tâm như vậy là tâm tà. Và người nào mang cái tâm đó mà tu thì chắc chắn người đó đang đi vào cái con đường của tà ma ngoại đạo. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, mình cũng nên biết rõ một điều, đó là pháp Phật thì có vô lượng pháp môn, cho nên cũng có vô lượng những cái phương pháp để mình tu tập giữa đời. Chẳng phương pháp nào giống phương pháp nào hết cả. Nhưng mà nên biết một điều, cái phương pháp nào mà nó là nuôi lớn cái tâm bồ đề đó của mình, thì nên biết rằng đó là chánh pháp. Ngược lại, cái phương pháp nào mà thui chột cái tâm bồ đề đó của mình, thì nên biết rằng đó là ma pháp. Phương pháp nào nuôi lớn tâm bồ đề của mình, tức là cái phương pháp tu tập nào mà nó đưa mình trở về với cái trí tuệ chân thật, đưa mình trở về với cái con người chân thật của mình, đưa mình trở về với cái bản tâm trong sáng của mình. Phương pháp nào mà có thể mở rộng cái tâm của mình để mở lòng từ bi đối với tất cả muôn loài, nuôi lên cái chí nguyện cứu độ tất cả chúng sanh trong đời này? Phương pháp nào mà nuôi lẫn tâm bồ đề của mình như vậy, thì nên biết rằng đó là tâm chánh, đó là chánh pháp. Còn phương pháp nào mà làm thui chột cái tâm bồ đề của mình, khiến cho mình không còn cầu thành Phật nữa, không còn cầu sự giải thoát giác ngộ nữa, mà cầu được khen ngợi, cầu được lời dưỡng, thì nên biết rằng đó là ma pháp
chứ không phải là Phật pháp. Cho nên trong khi tu tập, mình phải biết quán chiếu những cái pháp môn tu tập. Mình phải gọi là trạch pháp, tức là biết lựa chọn những pháp môn nào mà nó đưa mình tới sự hiểu biết chân thật, đưa mình tới sự giải thoát giác ngộ. Còn những phương pháp nào mà không đưa tới sự hiểu biết chân thật, phương pháp nào mà khiến cho mình thui chột cái tấm bồ đề, cái tấm mà cứu vớt chúng sanh, thì biết biết rằng đó không phải là chánh pháp của Đức Phật. Cho nên giữ tấm bồ đề đó mà tu tập, phát tấm bồ đề đó mà tu tập, nuôi dưỡng tấm bồ đề đó mà tu tập, thì chắc chắn mình sẽ đi vào con đường chánh đạo, không sợ lạc vào trong chìm nhẹo của tà ma, của ngoại đạo. Điều thứ ba nữa, quý vị biết rằng cái sự hiểu biết chân thật là hiểu biết thế nào? Hiểu biết chân thật là hiểu biết được cái con người chân thật của mình. Con người là chân thật của mình là gì quý vị? Có phải mặt mũi này không? Có phải tóc tai này không? Có phải thịt da này không? Không đâu. Bởi vì tóc tai này thịt của mình đấy, cũng có phải là những vui buồn, những yêu ghét lúc nào cũng có trong tâm mình không? Cũng không. Bởi vì những vui buồn, những yêu ghét đó, nó cũng có phải là chân thật đâu, nó cũng thay đổi liên miên bất tận, khi thế này khi thế khác. Từ đó mình biết rằng cái thịt da này, hình hài này, và những trạng thái vui buồn ở cái con người của mình, những cái đó vốn nó không thật, vốn nó không phải là con người chân thật của mình. Con người chân thật của mình là cái gì đấy? Con người chân thật của mình là cái mà Kinh Phật gọi là cái bản tánh chân thật, gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh. Cái con người chân thật, cái bản tâm chân thật của mình đó, cái Phật tánh của con người mình đó, con người chân thật của mình đó, người đi tu chính là người lên đường mà tìm trở lại cái con người chân thật đó. Cái bản tánh đó là chân thật, nó không hư dối, cho nên lúc nào nó cũng có mặt đó hết cả. Chỉ có điều nhiều khi say mê bị dục lạc, nhiều khi say mê với sự sân hận, mình không còn nhìn ra được nó nữa mà thôi. Trí tuệ chân thật chính là trí tuệ thấy biết được cái con người chân thật đó của mình. Vậy cho nên pháp môn tu tập nào mà đưa mình trở về với con người chân thật đó, pháp môn tu tập nào mà khai mở cái Phật tánh ở cái con người của mình, pháp môn tu tập nào mà đưa mình trở về với cái nguồn tâm của mình, pháp môn đó là chân thật. Pháp môn tu tập nào mà đưa mình mỗi ngày mỗi xa cách cái con người chân thật, đưa con người của mình lang thang chỗ này, trôi dạt chỗ kia, thì nên biết rằng đó không phải là chánh pháp chân thật. Chánh và tà nó khác nhau như vậy. Tà thì là đưa mình mỗi ngày mỗi quên mình, không biết mình là ai, để rồi đuổi theo cái này, đuổi theo cái nọ, như vậy đó là tà. Còn cái gì mà đưa mình trở về lại được con người của mình, thấy rõ những gốc rễ của đau khổ hạnh phúc với con người của mình, con đường đó chính là con đường chánh. Cho nên trong cái tu tập, quý vị cũng lưu ý như vậy. Và ngay cả khi mình làm Phật sự cũng nên coi chừng, bất cứ Phật sự nào mình tu tập, cái Phật, khi mình làm cái Phật sự đó, mình cũng phải hướng về cái chỗ đào luyện tâm ý của mình,
hướng về cái chỗ đưa mình trở về với cái nguồn tâm chân thật trong sáng ở cái con người của mình. Cho nên cái gì mà làm nuôi lớn cái dục vọng, nuôi lớn những cái mộng tưởng điên đảo, cái đó không phải là chánh đạo. Ngược trở lại, cái gì mà đưa mình trở về để mình thấy rõ con người của mình, để mình thấy rõ được cái bản tánh chân thật của con người mình, thì nên biết rằng đó là chánh đạo, mình hãy nên bước chân vào. Chánh tà khác nhau như vậy. Thêm một điều nữa, con người mình sống ở đời đau khổ đủ thứ hết cả. Đau khổ là bởi vì trói buộc, đau khổ là bởi vì tham dục, đau khổ là bởi vì sân hận, đau khổ là bởi vì si mê. Vậy thì cái pháp môn nào mà có thể đưa mình giải thoát khỏi những đau khổ, có nghĩa là đưa tới sự chấm dứt những sân hận, đưa tới sự chấm dứt những si mê, đưa tới sự chấm dứt những tham dục, pháp môn đó là chân chánh. Còn pháp môn nào mà nuôi lớn cái lòng tham dục của mình thì đó là không phải là cái pháp môn chân chánh, đưa mình tới cái chỗ tà ma ngoại đạo là như vậy. Cho nên cái chữ mà gọi là tà ma ngoại đạo ở trong Phật nó không chỉ cho những cái đạo, những tôn giáo khác với cái tôn giáo gọi là đạo Phật, mà nó còn chỉ cho tất cả những cái pháp môn tu tập nào, mặc dầu mang bất cứ cái danh nghĩa nào, kể cả danh nghĩa Phật giáo, mà nó không đưa mình trở về với cái nguồn tâm của mình, trở về với cái con người chân thật của mình. Tất cả những pháp môn đó, tất cả những cái đó cũng đều được gọi là tà giáo ngoại đạo hết tất cả. Ví dụ như mình tin Phật đây, mà mình chỉ biết lạy Phật bên ngoài, mình chỉ biết thắp nhang cho thiệt nhiều, mình chỉ biết lo cái này cái khác, mà không bao giờ trở về với cái tâm của mình hết, thì dẫu là mình cũng là đi chùa, cũng là tụng kinh, cũng là lễ Phật đó, nhưng mà đó là ngoại đạo chứ không phải là Phật đạo. Phật đạo là cái đạo mà đưa mình trở về với Phật. Phật đâu phải chỉ ở những cái bên ngoài. Cho nên người tu Phật, như khi nãy tôi có nói, là mình phải trở về với con người của mình, trở về với cái bản tánh chân thật của mình, và đó mới là chánh đạo. Còn mình làm bất cứ cái gì mà mình chỉ được say sưa để làm cái đó, mà không bao giờ biết trở về với con người chân thật, thì tất cả đều là tà đạo hết tất cả. Nên biết một điều, mình cúng dường, mình bố thí, mình xây chùa, mình đắp tường, mình tụng kinh, mình niệm Phật, tất cả cái đó phải được hiểu là phương tiện để đưa mình trở về với con người chân thật, để nuôi lớn cái tâm từ bi ở cái con người của mình, để nuôi lớn cái trí tuệ ở cái con người của mình, chứ không phải là để mà có tên tuổi, để mà có danh có lợi. Bởi vì ai mà đi cầu cái tên tuổi danh lợi, ai mà chỉ biết sống về tên tuổi danh lợi bên ngoài, thì đó là ngoại đạo, đó là tà giáo, đó không phải là chánh đạo của Phật. Cái gì mà tôi kể cho quý vị đó, cách đây một hai bữa phải gặp tôi đó, cái gì đó tu đủ kiểu, tu nhiều kiểu lắm, chứ không phải chỉ một hai kiểu. Mật tôn cũng có, thiền cũng có, và rồi ở mật cũng vậy, ở thiền cũng vậy, ở niệm Phật tịnh độ cũng vậy. Người đó đều bị không biết thế nào mà cô đó bảo rằng mỗi lần con ngồi thiền thì giống như là con lắc lay đủ thứ hết cả, cái đầu là cái xoay vòng vòng đủ thứ hết. Khi nào mà rồi cô tu theo mật tông, rồi cô tu theo tịnh độ tông, cô tu theo đủ thứ pháp môn,
Long Hoa, vân vân đủ thứ hết. Tôi không nói rằng chỗ nào là chẳng, tôi cũng chẳng nói rằng chỗ nào là tà. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng, cái gì mà đưa tới sự diệt trừ tham sân si, cái gì mà phát triển được cái tâm bồ đề của mình, cái gì mà đưa mình trở về được con người, cái gì mà làm cho cái trí tuệ được phát triển, tâm từ bi được nuôi lớn, thì đó là chánh đạo. Còn cái gì mà làm cho mình chìm trong mộng tưởng điên đảo, thì cái đó là tà. Mà con người của mình trên con đường tu dễ mộng tưởng điên đảo lắm quý vị. Bởi sao vậy? Bởi mình ưa những phép lạ, ưa những quyền năng đủ thứ cả. Mình tu như thế này, thấy rằng mình tu cả bao nhiêu năm trời mà chẳng thấy cái phép lạ nào cả. Trong khi đó có nhiều người họ cái phải môn gì đó, họ vô được mấy bữa thôi là bắt đầu họ có chính cái này phép lạ cái kia đủ thứ cả. Cho nên mình rất dễ, người Phật tử rất dễ lung lay cái tâm trí của mình, không biết được rằng như vậy đó chính là những cám dỗ của ma vương mà dễ khiến cho mình đi vào con đường của tà ma ngoại đạo. Cho nên trong cái lục thông, tức là sáu cái thứ thần thông, thần thông thiên nhãn thông là một, tức là cái thần thông mà khiến cho mắt của mình có thể nhìn suốt khắp nơi hết cả. Thiên nhị thông là hai, thần thông mà khiến cho cái lỗ tai của mình có thể nghe đủ thứ âm thanh và những âm thanh từ ngàn vàng dặm. Tha tâm thông tức là cái thần thông mà mình có thể đọc được, thấy được cái tâm của người khác. Rồi thần túc thông là cái thần thông mà mình có thể bay nhảy trên mặt đất, trèo qua bụi cây được. Tất cả những thứ thần thông đó người tu Phật có thể có, mà người tu theo ngoại đạo cũng có thể có. Tu ngoại đạo mà họ chỉ tu những thần thông đó không, thì nhiều khi họ còn dễ có hơn cả người tu theo Phật. Bởi vì người tu Phật có bao giờ ngậm tới cái chuyện để chiếm về thần thông đó đâu. Để thần thông mà như thần túc thông để bay nhảy thì chi bằng mình mua vé máy bay, mình đi máy bay còn sướng hơn, chưa chắc là nó chậm hơn mấy ông đó nữa, phải không? Thành ra nhiều khi mình, người tu Phật không cần về cái thần thông đó. Nhưng mà có một cái thần thông trong sáu cái thần thông mà chỉ có người tu Phật mới có thôi, còn tu ngoài đạo không có. Và chính cái chỗ này mà nó làm cho ta phân biệt chánh và tà, ma và Phật, đó là lầu thần thông. Tức là cái thần thông mà dứt trừ hết tất cả các vô minh, các phiền não, các dục vọng khiến cho con người chìm nội mại hoài trong biển khổ sanh tử luân hồi này. Cái thần thông để mà giải thoát, đó mới là cái thần thông mà chỉ có tu Phật mới có. Và chính cái đó mới là cái mà làm cho ta phân biệt giữa Phật với ma, giữa chánh với tà là ở cái chỗ đó. Thế không phải là những cái thần thông thiên nhãn, thiên nhị, thần túc thông vân vân, tha tâm thông vân vân. Cái thần thông chính, cái thần thông của chánh đạo, đó là cái thần thông mà có thể dứt trừ được vô minh phiền não, dứt trừ được dục vọng đen tối. Cái thần thông mà đưa con người ta sống giải thoát an vui với trí tuệ sáng suốt. Và thần thông đó thì chỉ có những người tu Phật mới có. Chánh đạo ở chỗ đó, Phật đạo ở cái chỗ đó. Mà vô minh phiền não, mà dục vọng tham sân, thưa quý vị, mà trồng chất trong con người của mình biết bao nhiêu mà kể. Nhiều khi nó bộc lộ ra bên ngoài thì mình dễ thấy. Nhưng mà có nhiều khi mấy cái đó nó bộc lộ, nó ngụ ngầm ở trong con người của mình, mình khó thấy vô cùng. Tu là từng bước đoạn trừ những cái đó. Tu là làm sạch sẽ những cái đó để thanh tịnh hóa cái tâm ý của mình. Đó chính là con đường của chánh đạo. Còn mình cứ vòng cầu,
vòng cầu làm sao cho được cái này, được cái nọ, được cái kia. Người nào mang cái tấm vòng cầu như vậy mà đi tu, người đó dễ chán nản và đồng thời dễ lạc vào con đường của tà ma ngoại đạo lắm quý vị. Bây giờ với một người sơ cơ định ở bên ngoài thì làm sao mình biết đâu chánh đâu tà ai chẳng, để mình nương tựa trên con đường tu học của mình. Thứ nhất thưa quý vị, đừng nghe lời nói không, mà mình phải để tâm một quan sát vào ở cái nếp sống của cái người. Bởi vì người tu tập thực sự phải là cái người thể hiện sự tu tập đó trong đời sống của mình, không phải chỉ ở cái lời ăn tiếng nói, không phải chỉ ở chuyện ba hoa mà thuyết giáo không thôi. Bởi vì nếu mà ba hoa thuyết giáo không thôi thì đâu có khác gì những người quảng cáo đó quý vị. Ngày xưa có một cái anh chàng, anh ấy đi quảng cáo, anh ấy bán thuốc răng, bán kem đánh răng. Anh ấy bảo rằng kem đánh răng này tốt lắm, đánh vào là răng trắng như ngà, trong như ngọc, đánh vào là không còn sâu răng sâu đồi gì nữa hết cả. Thiên hà tùm lại nghe anh thì quảng cáo thấy bùi tai quá, ai cũng chuẩn bị tiền để mà mua. Nhưng mà rồi đến khi nhìn vô mặt của anh á, anh nó cười một cái, té ra cái hàm răng của anh nó xuống mà vẫn khè đi. Mà từ dưng thiên hà mình nghĩ, ú, cái anh chàng này anh nó quảng cáo cái thuốc đau răng của anh, thuộc đánh răng của anh thì sao hay thế này, mà cái hàm răng của anh cái kiểu này chắc là cái thứ này chắc thứ giả rồi, không thật. Thế là họ bỏ đi cả. Thì cái con đường mình mà đi lựa chọn cái chỗ để mình nương tựa tu tập nó cũng giống như vậy. Đó là không phải chỉ nghe nói không thôi, bởi vì nếu nghe nói không thôi thì có chừng mất tiền. Giống như mình đi mua kem đánh răng á, mà chỉ nghe quảng cáo kem đánh răng tốt này tốt kia không thôi á, thì rồi dễ mất tiền, tiền mất mà tật mang. Mình phải biết quan sát.